tử các bạn người ta dành thẳng hẳn hai tháng để lập một cái kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử ha như vậy như các bạn bây giờ chúng ta lập kế hoạch kinh doanh cho cho cái trang của các bạn các bạn lập có mấy ngày đúng không lập có mấy ngày thì thì cô cũng không thể đòi hỏi được cái chất lượng cao ha và chúng ta không có đứng trước cái áp lực như họ áp lực của họ là áp lực phải chuyển đổi hoặc là suy thoái đúng không hoặc là cái áp lực của họ đó là cái áp lực về cái tài chính này chúng ta không có cái áp lực tài chính nên chúng ta không có 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 bị cái cái, cái cái vấn đề như vậy ha. Thì đó trong quá trình tổng thực hiện dự án lẫn lẫn cái việc mà 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 lên kế hoạch nó chỉ trong vòng mấy tháng mà họ đã dành tới 2 tháng để để thực hiện cái 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 bản kế hoạch kinh doanh chứng tỏ cái việc kế hoạch kinh doanh nó rất quan trọng đúng không? nó rất quan trọng càng chi tiết bao nhiêu thì cái việc thực hiện nó càng dễ dàng bấy nhiêu ha. thì như vậy tóm lại kế hoạch kinh doanh là cái gì? kế hoạch kinh doanh là cái mà chúng ta viết ra trước khi triển khai dự án đúng không? trước khi triển khai một cái gì giống như các bạn có kế hoạch học tập cũng vậy ha. rồi sau này các bạn có kế hoạch xin việc ha? kế hoạch xin việc chúng ta viết CV thì sao sao ha? Rồi chúng ta ví dụ chúng ta kế kế hoạch của chúng ta là uh, xin việc vào những vị trí như vậy thì người ta đòi hỏi những cái tiêu chí gì thì bây giờ chúng ta xem trước đi. Uh, nếu mà có tiêu chí nào chúng ta chưa đạt thì chúng ta bây giờ chúng ta tìm kiếm tài liệu, học tập rồi chúng ta uh, tích lũy những cái bằng cấp liên quan đến cái vị trí đó ha. Để một ngày mà kế hoạch của chúng ta là được thì đó chính là cái cái bản đồ định hướng, cái đường hướng sắp tới của công ty là như thế nào ha. Để cái việc lập ra kế hoạch này để làm gì? Để xác định rằng là mục tiêu phát triển phía trước là con đường nào ha. Ví dụ chúng ta đứng trước một cái ngã ba đường thì con đường đích đến của chúng ta nằm ở đâu ha. Nếu chúng ta không xác định cái mục tiêu phát triển của công ty hay của dự án ha thì có thể chúng ta sẽ đi sai đường, đúng không? Chúng ta có thể sẽ đi sai đường đó. Và chúng ta xác định được mục tiêu thì chúng ta phải có cách thức như thế nào để đạt được mục tiêu đó ha. Thì kế hoạch kinh doanh chúng, chính là chúng ta vạch ra từng bước, từng bước như thế nào để đạt được mục tiêu phát triển của dự án, của công ty hay của sản phẩm ha. Thì chúng ta cũng học trong các môn khác về cái việc kế hoạch kinh doanh là gì, kế hoạch marketing là gì rồi đúng không? Thì kế hoạch kinh doanh thường được viết ra khi nào các bạn? À, thường được viết ra khi nào? À, chẳng hạn như cái công ty signal uh, lúc nãy ha, nó viết khi nào? khi cái, cái công ty signal người ta viết cái kế hoạch kinh doanh là khi mà người ta cảm thấy cái gì cái sản phẩm người ta đến mức bảo hòa rồi ha cái doanh thu đến mức bảo hòa rồi thì người ta cần phải viết một kế hoạch mới đúng không sắp bảo hòa rồi lên tới đỉnh rồi thì chúng ta cần phải viết kế hoạch mới à, thì các bạn thấy các bạn coi cái chương trình sắc tăng đúng không người ta phải viết một kế hoạch kinh doanh hoặc là uh, các bạn uh, tham gia các cái cuộc thi về um, khởi nghiệp á các bạn cần phải viết viết kế hoạch kinh doanh để làm gì để chia sẻ ý tưởng kinh doanh ha nếu nếu chúng ta không thể viết ra được rõ ràng cái ý tưởng của chúng ta mà nó chỉ là cái 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 mơ mộng của chúng ta thôi á thì đó đó chính là mới nằm ở ý tưởng thôi mà nó chưa thể mà áp dụng vào hiện thực ha khi chúng ta viết kế hoạch chúng ta sẽ tính toán đến việc là nó khả thi hay không đường đi nước bước của nó như thế nào ha và thì kế hoạch kinh doanh nó sẽ gắn liền với chiến lược kinh doanh của công ty ha chiến lược công kinh doanh của công ty tới đâu thì người ta viết kế hoạch tới đó à... ví dụ bây giờ công ty tạo ra một công ty con ha thì cũng phải viết kế hoạch kinh doanh thành lập công ty mới hoặc thành phải làm có một cái dòng sản phẩm mới đúng không? hoặc là khi kế hoạch cũ đã đạt được kế quả tối ưu, các bạn học trong các cái môn như à, không biết marketing hay là kinh tế vi mô gì đó mà à, sản phẩm có ba hay bốn giai đoạn đúng không? bốn giai đoạn nè, à. đến khi nó nó đạt được đỉnh thì nó sẽ gì? nó sẽ đi xuống và thoái hóa đúng không? đó nên trước khi mà cái sản phẩm đạt được cái mức tối đa mức đỉnh thì người ta phải phải đưa ra kế hoạch mới rồi các bạn chứ chờ đến khi nó thoái hóa rồi thì thì đưa ra kế hoạch mới là không kịp nữa đúng không? Nên cứ khi sản phẩm sắp lên đến cái mức tối đa của của, của cái kế hoạch ban đầu thì người ta sẽ tạo ra một kế hoạch mới hay viết một kế hoạch mới. Thì lập kế hoạch kinh doanh là cái bước đầu tiên đầu tiên trong cái ba bước để mà cho ra đời một sản phẩm hay một hoạt động mới khi mà kế hoạch kinh doanh của bạn tốt đó, thì cái việc triển khai nó thuận lợi, ha? triển khai nó thuận lợi, việc phát triển các hoạt động chi tiết ở trong đó nó cũng thuận lợi và đơn giản. Còn nếu các bạn lập kế hoạch kinh doanh chỉ ở mức chung chung, giống như hôm trước chúng ta làm cái bài mà về kinh phí, kinh phí cái ngày khai trương, đó, đúng không? Nếu chúng ta chỉ lập kế hoạch chung chung á, à, ví dụ như là mua bao bì, rồi à, mua bao bì hết một triệu rồi mua nguyên vật liệu hết một triệu nếu chúng ta chỉ lập kế hoạch như vậy thì khi các bạn phân cái kế hoạch đó cho một cá nhân nào ha, thì người ta không biết là mua cái loại nào mua bao nhiêu số lượng bao nhiêu rồi người ta lại quay lại hỏi cái người trưởng nhìn trưởng nhóm ha, đó có phải là gây ra cái nhiều khúc mắc không mà đó là các bạn chỉ là một cái cái nhóm có mấy người thôi ha còn nếu mà trong công ty, nếu trong công ty nếu mà các bạn lập kế hoạch kiểu đó thì bắt đầu phòng marketing sẽ phải cãi nhau xung đột với phòng tài chính, à, luôn luôn có xung đột giữa mấy cái phòng đó rồi phòng phát triển sản phẩm thì làm chậm, làm chậm không kịp không kịp cho sự cho cho cái ngày khai trương với như vậy ha. À. Nếu mà không lập kế hoạch rõ ràng thì nó nó sẽ dẫn đến cái bước triển khai và phát triển hoạt động có thể là không thành công á ha. À. Thì tại sao giai đoạn lập kế hoạch lại là quan trọng nhất. thì như cô vừa nói ha nó là cái tiền đề cho hai cái bước tiếp theo và nhờ cái bước lập kế hoạch này mà chúng ta sẽ biết được rằng cái dự án sắp tới của chúng ta có thể khả thi hay không, có nên có nên triển khai hay không các bạn. Ví dụ như các bạn uh, uh, lập kế hoạch cái fanpage của các bạn xong, rồi các bạn thấy rằng là đó, bạn chả có gì khác biệt với là đối thủ hết, bạn không có gì ưu thế, bạn không có tuyệt vời hơn đối thủ, giá bạn còn cao hơn đối thủ. Đó. Sau sau khi bạn thấy thấy không có gì hơn người khác, không có gì khác biệt, không có không có tạo ra một bước đột phá nào đó trên thị trường hết, thì liệu nó có khả thi không? Ừ. Nếu chúng ta cảm thấy sau khi lập kế hoạch chúng ta cảm thấy là không khả thi thì nên dừng lại đúng không các bạn? nên dừng lại không có triển khai bởi vì sau đó triển khai thì tốn rất nhiều chi phí chúng ta tính toán chi phí triển khai rất nhiều chi phí mà không khả thi thì chúng ta triển khai làm gì ha nên từ bỏ cũng là một loại gì một loại thành công đó các bạn ừ, thành công vì dám từ bỏ ngay cái bước không khả thi này ha còn nếu không mà uh, cứ để lâu dài thì 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 số tiền đã lên đến bao nhiêu hoa ví dụ như bây giờ các bạn nghĩ đến chuyện là kinh doanh homestay tại Đà Lạt bạn thấy cái cái thời buổi này có khả thi không? À, rõ ràng là không khả thi đúng không? không khả thi. À, nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng là, là chúng ta có thể thuê một cái nhà cũ cũ rồi chúng ta trong lúc chưa khách, bây, chưa có khách thì bây giờ chúng ta sẽ uh, tu bổ cái căn nhà đó, trồng cây xung quanh cho nó đẹp rồi mỗi tháng chúng ta thuê cái căn nhà đó mười mấy hai mươi triệu chẳng hạn, à, rồi để sau này mà khi hết dịch thì chúng ta sẽ cho thuê. Nhiên bạn tính, bạn tính, bạn xem cái rủi ro không biết khi nào hết dịch đúng không? Chúng ta rõ ràng thấy các cái các cái quốc gia mà đã bắt đầu đã tiêm chủng tới mấy chục phần trăm dân số rồi bắt đầu covid lại tiếp tục lây lan ha, lại tiếp tục lây lan vì các cái chủng mới. Nếu mà chúng ta không có dự đoán trước được tương lai thì cái bước này bước này từ bỏ là một cái điều tốt nhất ha. Đó ta phải xem cái dự án của mình có khả thi hay không ha. Nhờ có cái lập kế hoạch thì chúng ta mới biết nó khả thi hay không chứ còn không chúng ta chỉ muốn suy nghĩ mơ mộng ở trong đầu á thì đó là cái việc mà cô nói homestay thì nó rõ ràng thấy được còn những có những thứ nó nó không có rõ ràng thấy được đâu các bạn. Ừ. thì khi chúng ta viết ra rõ, viết ra đầy đủ chi tiết thì chúng ta mới tính toán được xem nó khả thi hay không ha. Sau khi chúng ta viết ra và chúng ta à, thấy là không có không có lời chỗ nào hết ha. Bây à, giờ các bạn mở ra một cái trang các bạn nấu các cái món ăn rồi làm các cái món ăn để bán ha à, sau khi các bạn làm xong các bạn thấy trời ơi các bạn chưa tính công của bản thân mình ha còn nếu mà giai đoạn đầu mà không tính công của mình thì đến giai đoạn sau á các bạn thuê người tính cả tiền thuê người nữa là các bạn hơi vốn chưa tính các chi phí quản lý và vân vân ha đó như vậy các bạn có nên triển khai hay không đúng không đó sau khi tính toán xong chúng ta mới biết nó là khả thi hay không à, thì chúng ta thấy như cái ví dụ công ty Ali Signal lúc nãy ha, sau khi người ta đưa ra cái phương án và người ta cảm thấy là nó khả thi, người ta tính toán và thấy nó khả thi và người ta chọn phương án tốt nhất thì lúc đó người ta mới mới dám đưa vào triển khai. Còn lúc đó người ta mà thấy cái các các phương án, các kế hoạch của các các phòng ban, các trưởng nhóm là không khả thi thì người ta sẽ không đưa vào triển khai ha. Thì, tại sao chúng ta xây dựng kế hoạch kinh doanh là để ví dụ như sát tăng là để thu hút nguồn tài trợ ha một mình một mình thì không thể có đủ vốn để mà phát triển công ty đúng không thì phải thu hút nguồn tài trợ tuy nhiên người ta rất là cái rầm rộ cái chuyện mà mà các các bác sát là khôn quá tức là biến biến từ chúng ta là những cái người khởi nghiệp ha À, trở thành đi làm thuê cho các xác vì các xác đổ vốn vào nhiều hơn của chúng ta các xác lúc nào muốn đổ vốn nhiều hơn của chúng ta để để trở thành cái người điều khiển ha người điều khiển đó nên đứng trước cái việc mà đầu tư này cũng chúng ta cũng khá là phải suy nghĩ đau đầu các bạn tức là ít vốn mà làm chủ hay là công ty lớn mạnh hơn mà chúng ta sẽ làm làm công cho cho cái cái người tài trợ đúng không ta sẽ cái việc mà điều thỏa thuận giữa hai bên bên tài trợ và bên chúng ta cũng khá là đau đầu ha bên nào cũng đòi năm mươi phần trăm hết để, để để làm người uh, lãnh đạo ha đó rồi chúng ta xây dựng kế hoạch kinh doanh để làm gì chúng ta còn đi vay vốn ngân hàng ha vay vốn ngân hàng hoặc là thuyết phục các các cái cổ đông để để, để, để uh, góp vốn vào vào cho cái kế hoạch của chúng ta ha đó, ví dụ như các bạn đã viết một cái kế hoạch làm fanpage sau đó là chúng ta đi kêu gọi bốn của bố mẹ anh chị em họ hàng ha làm sao mà nói cho nó thuyết phục chứ còn nếu mà nói không 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 có tính toán khi người ta hỏi cái là các bạn cũng đâu có biết trả lời như thế nào ha? đó ví dụ như vậy đó là chúng ta ví dụ nhỏ chứ trong một công ty thì thì cái việc thu nguồn tài trợ đòi hỏi phải cái giải trình kế hoạch này rất là 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 kỹ càng thứ hai thứ hai là chúng ta xây dựng kế hoạch để làm gì để chúng ta uh, liên hệ với các nhà cung cấp thiết bị các bạn như như các bạn ví dụ các bạn bán bánh tráng trộn á thì thì cái việc mà các bạn mua các cái nguyên vật liệu nó đơn giản đúng không còn nếu mà các bạn uh, là những công ty lớn mà thiết bị của các bạn đòi hỏi phải chuẩn bị uh, hàng bao nhiêu năm trời ha giống như iPhone ví dụ mà mục kế hoạch ra một cái iPhone mới thì họ rõ ràng họ phải đặt các cái thiết bị ha trong kế hoạch đó phải có thiết bị như thế nào Và camera kiểu gì màn hình cong hay màn hình thẳng gì đó màn hình lồi màn hình gương màn hình gì đó vân vân ha vì thì, thì thì phải làm việc với các nhà cung cấp thiết bị đó mới cung cấp được cho chúng ta đúng không và kế hoạch kinh doanh cũng đưa ra là để quản lý doanh nghiệp hiệu quả kế hoạch kinh doanh đâu có phải là chỉ là một câu nói suông là chúng ta sẽ uh, kinh doanh sản phẩm sữa hạt organic đâu đúng không? mà mà chúng ta từ cái kế hoạch kinh doanh trong đó nó có chi tiết là các phòng ban phải làm gì làm gì và marketing sẽ bao giờ thì hết hạn phòng sản phẩm sẽ phải đưa ra thử sản phẩm dùng thử sản phẩm trong bao lâu mấy tháng ha nó có có các cái, cái kế hoạch chi tiết để mà quản lý doanh nghiệp hiệu quả và cuối cùng như cô nói lúc nãy nhờ cái kế hoạch kinh doanh mà chúng ta quyết định có nên tiếp tục triển khai dự án hay là đổi qua một dự án khác Vì một kế hoạch kinh doanh điện tử nó khác với kế hoạch kinh doanh truyền thống là như thế nào thì thật ra là về bản chất là nó cũng giống nhau bao gồm các cái các cái bước làm được chi phí rồi về thời gian ha tính lãi lỗ gì đó vân vân tuy nhiên nó khác nhau một chút là cái tính toàn cầu trong thương mại điện tử các bạn tính toàn cầu trong thương mại điện tử là bởi vì thương mại trong thương mại điện tử các bạn có thể kinh doanh trên toàn thế giới nó không có biên giới quốc gia do đó bạn phải phải tỉnh táo trong việc lựa chọn đồng tiền thanh toán ha các công ty xuất nhập khẩu cũng vậy họ cũng rất là đau đầu về việc lựa chọn đồng tiền thông thanh toán đồng tiền nào mà có sự ổn định thì tốt À, nhưng mà người ta ví dụ người ta buôn bán với nhật người ta chọn đồng ý nhật chẳng hạn mà chỉ cần có sự chênh lệch một tí thôi ha đồng yên lên một tí thì đã lỗ bao nhiêu tiền rồi ha đó. phương thức thanh toán như thế nào vân vân nó nó ảnh hưởng đến biên giới nhiều quốc gia nên là nó nó rất là phức tạp trong đó thứ hai là cái tính không giới hạn về thời gian tức là 24 mươi bốn nhân bảy ví dụ như bạn bán hàng qua một quốc gia khác chẳng hạn thì bạn phải có nhân viên trực trực ban đêm đúng không? À, bởi vì bên nước ngoài lúc đó là mới là đang là ban ngày ha thì chúng ta buộc phải có cái bộ phận để trả lời cho 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 khách hàng vì bên đó là ban ngày ha đó à, ví dụ fanpage của các bạn mà chỉ có phục vụ ban ngày được thôi thì các bạn đừng có bao giờ ghi, ghi câu là chúng tôi sẵn sàng phục vụ 24 trên 7 đúng không? đó như ghi như vậy là là mất lòng tin của khách hàng. À, thứ thứ ba, thứ ba là khi mà kinh à, doanh thương mại điện tử á, thì nó cho phép cá nhân hóa nội dung tức là mỗi loại khách hàng khác nhau các bạn sẽ gửi email khác nhau chẳng hạn ha. Rồi à, mỗi loại khách hàng khác nhau các bạn sẽ quảng cáo khác nhau trên Facebook. Nó những cái đó nó cũng phải biến thành một phần trong chiến lược khi chúng ta đưa ra cái chân dung khách hàng thì chúng ta sẽ quảng cáo nó phù hợp với cái cái thời gian như vậy ví dụ như là đối tượng khách hàng của các bạn là đối tượng từ 40 đến 50 tuổi đó nếu như vậy thì các bạn sẽ không có 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 chạy quảng cáo vào cái giờ 6 giờ đến 7 giờ tối ví dụ đó là thời gian người ta ăn cơm hoặc là tập thể dục gì đó thì đó là những đối tượng như vậy còn những đối tượng mà ví dụ đối tượng của các bạn là những người trẻ tuổi là những người làm vừa ăn cơm vừa lướt Facebook nó thì sẵn sàng giờ vàng từ 6 giờ đến 7 giờ tối là giờ vàng để post nội dung đúng không đó tùy mỗi đối tượng khác nhau thì thì chúng ta đưa ra cái chiến lược khác nhau và cái vì vì cái thương mại điện tử nó thay đổi từng giây từng ngày từng giờ do đặc biệt là trên các trang mạng xã hội một giây là không là không biết bao nhiêu tin được post lên đúng không các bạn do đó cái kế hoạch của các bạn phải thay đổi theo từng tháng từ từng tuần kế hoạch phải thay đổi nhanh chóng ha? Ha? các bạn thấy ví dụ như là vừa qua xảy ra cái scandal của một số nghệ sĩ như hoài linh đó vân vân thì những công ty như tiki có phải là đứng trước cái, cái cái tốc độ phải thay đổi chính được quảng cáo ngay không phải thay người quảng cáo ngay phải đi quay các cái quảng cáo mới ngay, ngay lập tức ha? bởi vì mọi người đã chai hoài linh rồi thì các cái đầu tiên chúng ta có năm bước năm bước khi chúng ta thực hiện một kế hoạch kinh doanh điện tử đầu tiên là các bạn phải xác định cái phạm vi triển khai xác định phạm vi triển khai là sao Rồi ừ, cái gì nữa ta à, điểm mạnh điểm yếu điểm mạnh điểm yếu và cơ hội nguy cơ ha điểm mạnh điểm yếu là bên trong doanh nghiệp và cơ hội nguy cơ là bên ngoài các bạn học nhiều môn phân tích SWOT rồi cô không nhắc lại nữa nhưng các bác các doanh nghiệp ở Đà Lạt đều có cơ hội đó thì nó đâu có gọi là cơ hội ha. cơ hội là cái mà mà ít người thấy chứ không phải cơ hội của tất cả mọi người làm sao mà gọi là cơ hội được đúng không đó nhưng các bạn nhớ trong việc phân tích word là cái cơ hội là cái bên ngoài nhưng mà cái mà tất cả ai cũng thấy thì không phải là cơ hội nữa rồi Để xác định các loại đối thủ cạnh tranh thì chúng ta đã học cái Firefox là năm tác lực cạnh tranh của Malcolm Porter được, đúng không đó thì và chúng ta từ những cái cái cái, cái SWOT này thì thì chúng ta sẽ đưa ra các cái biện pháp ha rồi nâng cao cơ hội rồi giảm khó khăn thách thức như thế nào để để đưa ra kế hoạch phù hợp đây năm tắt cạnh tranh năm tác cạnh tranh của Michael Porter là các bạn học rồi đúng không cái việc cạnh tranh của chúng ta đâu phải là đến chỉ đến từ đối thủ cùng ngành đâu ha. đối thủ cùng ngành đâu là cái đó là lớn nhưng nó còn cạnh tranh từ cái việc gì sản phẩm thay thế ví dụ không uống trà sữa thì uống trà đào, muốn trà đào thì uống trà vải, ví dụ như vậy đó là các sản phẩm thay thế, đúng không? rồi nó còn cạnh tranh đến từ các nhà cung ứng, Ở các nhà cung ứng mà thấy bạn lấy ít nguyên vật liệu thì người ta lại lấy giá cao, ha. Rồi cái một nhà cung ứng nữa bị sập thì nhà cung ứng này lập tức gì, lên giá liền, ha. đó là cái cái tác lực áp lực đối với chúng ta từ nhà cung ứng, từ các cái đối thủ tiềm năng sắp gia nhập thị trường, ha? đó rồi khách hàng cũng có quyền thương lượng quyền thương lượng ha đó đó là năm tác lực cạnh tranh thì cô nhắc lại vậy thôi thì sau khi chúng ta xác định word rồi năm tác lực cạnh tranh thì chúng ta bắt đầu triển khai triển à, khai tức là ở đây mới chỉ là bước à, chuẩn bị triển khai thôi các bạn chuẩn bị khi chúng ta thiết kế một website thì hôm trước cô nói là gồm các bước gì rồi uh, các bước để chuẩn bị uh, thông tin cho cho việc tạo ra website uh, thì ở đây là chúng ta thiết khi thiết kế một website ấy, các bạn chúng ta nói với bên thiết kế hoặc là chúng ta uh, cái này là chúng ta tự tự lên kế hoạch trước khi gặp bên thiết kế ha thì gồm có đầu tiên là trang chủ trang chủ cũng chúng ta thì giới thiệu thông tin cơ bản và có liên kết đến các trang khác ha thứ hai là trang mô tả là những trang trang nói về sản phẩm của doanh nghiệp khi kích vào trang trang chủ một sản phẩm thì nó hiện một cái trang mô tả đúng không và, và thứ ba là có trang thông tin của doanh nghiệp à, tại sao cái website mà bán hàng lại có cần có thông tin doanh nghiệp làm gì đúng không vì sao là bởi vì các bạn biết là đó chúng ta không chỉ tin vào sản phẩm mà chúng ta còn phải tin vào doanh nghiệp ha. vì thế các doanh nghiệp người ta phải làm những cái hoạt động từ thiện hoạt động bảo vệ môi trường vì nước sạch vì uh, uh, phòng chống lụt bão rồi đó vân vân những cái hoạt động đó của doanh nghiệp là để làm gì à, để cái nâng cao cái uy tín của doanh nghiệp mình đang chạy thử ở một số phòng thôi hy vọng tương lai chúng ta sẽ có website nó, nó ổn định nó tốt hơn còn dạo này nó rất là vấn đề tức là hình hình bài này cắm vào cái cái cái, cái bài của bài khác ha hình năm chín chín lại cho vào một cái bài năm hai nghìn lẻ một không biết làm sao bất lực luôn với cái, cái website của khoa mình thì bây giờ các bạn thử trả lời cho cô xem thử trả lời cho cô xem à, các cái câu này ha Trả lời vô cái cửa sổ chat ha Đầu tiên, theo một số nghiên cứu Người xem website nên tìm được thông tin họ quan tâm với điều kiện nào sau đây A là không cần nhấp chuột B là trong vòng 10 phút hoặc kém hơn C là chỉ với một cái nhấp chuột D là ít hơn ba cái nhấp chuột Theo các bạn là A, B, C hay D? Các bạn nhắn vô cửa sổ chat của xem xem bây giờ chúng ta đứng với vai trò là một người một người khách hàng khi các bạn kích vào một cái website ha thì các bạn sẽ dĩ nhiên là các bạn mong muốn là nó chạy ra liền thông tin ha do đó cái gì khách hàng đều mong muốn chỉ với một cái nhấp chuột là ra thông tin ha do đó các bạn thấy khi mà trên các diễn đàn trên các trang thương mại điện tử như tiki lazada hay gì đó khi mà sản phẩm được quảng cáo trên trang chủ chẳng hạn rồi các bạn kích vô sản phẩm đó thì nó sẽ chạy ra gì chạy ra chi tiết sản phẩm luôn và nó sẽ có cái mục là gọi là xem thêm đó, ha xem thêm khi các bạn kích vào đó thì nó sẽ không hiện ra một trang nào khác mà nó sẽ kéo dài cái trang đó để bạn cuộn xuống dưới xem chi tiết thôi ha đó là để để, để, để phục vụ cái cái nhu cầu của người tiêu dùng á là dĩ nhiên chúng ta mong muốn kích chẳng ít càng tốt thì để đến sản phẩm rồi ha nhưng mà mong muốn nhất của người tiêu dùng là chỉ có một cái nhấp chuột đã vào đó vào được rồi vì thế trong các cái trang chi tiết sản phẩm lúc nào người ta cũng có là uh, mô tả sản phẩm, review hay là đánh giá sản phẩm nó nằm ở các cái tab nằm ở trong trang đó luôn chỉ cần kích là nó vẫn hiện trong trang đó ha. người tiêu dùng rất là uh, khó thiếu tính kiên nhẫn các bạn thiếu tính kiên nhẫn nếu mà nó hiện ra trong một trang khác gì bạn sẽ cảm thấy rất là chán, rất là buồn chán, ha. Nên ngày xưa của ghét nhất là các cái website mà kích vào menu rồi nó hiện ra một trang khác, đó, ha. Chúng ta đang ở cái trang web này mà nó cứ hiện qua cái tab khác ở trên trình duyệt cực kỳ khó chịu. Đây. Câu thứ hai. Trang web giúp khách hàng trong quá trình mua hàng được gọi là trang gì? Trang web giúp khách hàng trong quá trình mua hàng được gọi là trang gì? trong quá trình mua hàng trong quá trình mua hàng các bạn quá trình mua hàng nó hiện nó hiện uh, quá trình mua hàng sao lại trang chủ vậy bạn Bà linh trang trang chủ là mua hàng đâu à, đó chính là gì trang giao dịch các bạn trang giao dịch đó trong quá trình thanh toán rồi tính tiền nữa không phải cái chữ giúp này đâu đáng lẽ dùng chữ đáng lẽ người ta dùng từ khác mà người ta không biết dùng từ gì các bạn để khách hàng mua hàng hả à, người ta đang phải dùng từ giúp hay là hỗ trợ gì đó gọi là trang giao dịch ha trang giao dịch tính tiền rồi thanh toán rồi đó gọi là trang giao dịch rồi, câu tiếp theo Trang web cung cấp thông tin về sản phẩm, thông tin về quá trình mua sắm, thông tin mua, dịch vụ sau bán được gọi là trang gì? Trang web cung cấp về thông tin về sản phẩm là trang gì các bạn? trang chủ có cung cấp thông tin về sản phẩm không các bạn vô trang chủ các bạn có cái gì trang chủ Tiki có cung cấp thông tin về sản phẩm không các bạn trang chủ Tiki chỉ có cái tiêu đề sản phẩm thôi đúng không ừ, Ví dụ sách nghìn lẻ một đêm hết về thông tin trong đó có bao nhiêu trang rồi các chương có cái gì ha đó là trang gì? Đó chính là trang nội dung đúng không? Trang nội dung. Trang nội dung. Trang nội dung mới có thông tin về sản phẩm chứ. À, câu cuối nè. Trang web giúp người xem sử sự... Trang web giúp người xem định hướng khi đọc thông tin trên website, sử dụng website hay định hướng khi đọc thông tin trên website gọi là trang gì? là trang gì đây? trang web giúp người xem định hướng. sau 4 lần a cũng đúng một lần phải không linh? phúc ơi sai rồi. giúp người xem định hướng ha định nhớ bây giờ khi một vô một website các bạn muốn đi đâu các bạn mở cái gì ra để xem chúng ta muốn đi đâu ví dụ cô muốn mua một cái áo áo khoác mùa đông thì vào đâu thì cô phải vào trang chủ xong từ cô vào một áo rồi đến một áo khoác rồi áo mùa mùa đông đúng không đó chính là cái 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 nơi mà định hướng cho chúng ta biết rằng là chúng ta phải, muốn đi đâu thì phải đi đường nào á đó. đó là trang gì đây trang chủ đúng không trang chủ bởi vì trong đó nó có menu Menu cho chúng ta biết là chúng ta phải đi vào mục nào để xem sản phẩm gì ha. Đó chính là trang chủ. Ha. Rồi, ta qua tiếp. À, cái cái tiếp theo sau khi chúng ta phân tích các thứ rồi phân tích website có các thành phần gì ha, đó là bốn thành phần cơ bản của một website các bạn còn website của các bạn phát triển hơn thì các bạn sẽ có các thành phần thêm vào ví dụ như là giỏ uh, hàng thanh toán rồi xuất nhập kho gì đó vân vân thì tùy vào cái website nhưng mà đó là bốn cái thành phần cơ bản mà cái website cấp thấp nhất cũng phải có ha thì sau khi chúng ta phân tích các thứ thì bây giờ chúng ta phải xác định xem là kết quả cần đạt được là cái gì kết quả cần đạt được là chúng ta xác định mục tiêu của cái kế hoạch của chúng ta ha mục tiêu của các bạn là gì mục tiêu của các bạn là tăng doanh thu tăng người xem rồi tăng số lượng khách hàng vân vân đó là các cái mục đích của mục tiêu của công ty bạn ha mục tiêu là cái nhỏ hơn cái mục đích rồi thì à, tùy theo quy mô của doanh nghiệp người ta sẽ có các cái mục tiêu khác nhau các bạn không phải là lúc nào người ta cũng đưa ra cái mục tiêu lợi nhuận hết đó không phải lúc nào người ta lập website người ta cũng đưa ra cái mục tiêu lợi nhuận hết các bạn ví dụ một công ty á uh, hàng ngày người ta đã quá mệt mỏi với việc là khách hàng lúc nào cũng cần sự trợ, trợ giúp lúc nào cũng gọi đến tổng đài miễn phí của công ty để trợ giúp hỏi về sản phẩm rồi tư vấn về sản phẩm ha mà một người trợ giúp thì không sẽ thế là người ta phải có một đội ngồi trợ giúp giống như tổng đài 1080 á rất là tốn chi phí rất tốn chi phí và rất là mệt mỏi khi mà giải quyết các cái 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 than phiền hay các trợ giúp cho khách hàng các bạn làm việc với khách hàng là mệt mỏi nhất những cái bộ phận mà trực tiếp là rất là mệt mỏi thì người ta làm gì để mà tiết kiệm chi phí mà phải 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 trả lời khách hàng như vậy thì để giảm chi phí thì người ta mới lập cái website lập website là website mà mục đích của người ta là website đâu có phải là tăng doanh thu gì đâu ha? mà chính là gì để khuyến khích khách hàng xem sản phẩm trên web, xem hướng dẫn sử dụng, xem các cái video liên quan, là các cái câu hỏi uh, thường dùng á, uh, các câu hỏi ngắn cho nó để khách hàng xem cái đó trước, rồi khi nào cần quá cái gì thông tin gì không có thì mới gọi đến tổng đài của công ty ha, để bớt việc cho công ty và cũng là để gì, để giảm chi phí, ha, để giảm chi phí. Do đó không phải lúc nào chúng ta cũng tăng doanh thu chúng ta lập kế hoạch thương mại điện tử không phải lúc nào cũng để tăng doanh thu mà cũng có thể là giảm chi phí ừ, giảm chi phí đó vì thế là các bạn thấy các cái website ngân hàng lúc nào người ta cũng có kỹ các cái câu hỏi trợ giúp mở tài khoản như thế nào tài khoản tôi bị quên password thì như thế nào đó vân vân rất nhiều câu hỏi để trả lời trên đó luôn như nhân viên ngân hàng không thể một ngày chỉ có nghe điện thoại của khách hàng thì không có thể làm việc gì khác được nữa đúng không đó do đó tùy tùy theo công ty, tùy quy mô, tùy giai đoạn phát triển của công ty mà người ta có, có các mục tiêu khác nhau và các nó nó xảy ra một cái tình huống rất là rất khó khăn cho các công ty tức là mục tiêu trước mắt nó thường mâu thuẫn với mục tiêu lâu dài ha thường mâu thuẫn với mục tiêu lâu dài ví dụ như mục tiêu của trước mắt của các bạn khi mở cái trang fanpage là à, trong những ngày đầu thu hút càng nhiều khách hàng càng tốt đúng không trong những ngày đầu giảm giá để thu hút càng nhiều khách hàng càng tốt các bạn giảm giá một ly trà sữa 30% mươi càng thu hút khách hàng càng nhiều càng tốt và vì khuyến mãi nên quá nhiều khách hàng đến thì cứ mỗi khách hàng mỗi ly các bạn đã lỗ 10% phần trăm rồi nha. mỗi ly các bạn lỗ 10% phần trăm càng nhiều khách hàng thì các bạn càng lỗ trong khi mục tiêu lâu dài của các bạn là gì tăng doanh thu tăng lợi nhuận đúng không mà Ừ, những ngày đầu các bạn khuyến mãi quá đông khách hàng đến và các bạn đã bị lỗ đổi cái mục tiêu trước mắt mục tiêu trước mắt các bạn là gia tăng khách hàng mà ha. hai cái mục tiêu này nó dễ bị mâu thuẫn bị lẫn nhau lắm nên chúng ta phải cân nhắc kỹ ví dụ như là công ty này mục tiêu trước mắt là tăng số lượng khách hàng ghé thăm website qua đó tăng doanh thu và mục tiêu lâu dài là tăng lợi nhuận tăng lợi nhuận ừ hai cái mục tiêu này nó giống như là cái fanpage của các bạn đó là tăng số lượng khách hàng ghé thăm website, tăng lượt view. Tăng lượt view chưa chắc đã tăng doanh thu, đúng không? Tăng lượt view đâu có tăng doanh thu, hai việc này nó nó mâu thuẫn với nhau. Đó, thì làm sao mà chỉ... à, mục tiêu trước mắt là trong 3 tháng à, tất cả các phòng phải làm sao để tăng số lượt view, số lượt ghé thăm website. Rồi, mục tiêu 6 tháng là tăng lợi nhuận. Trong khi mất 3 tháng chẳng có lợi nhuận gì hết ghé thăm mà có bao nhiêu người mua có tí xíu người mua thì làm sao mà mà đạt được cái mục tiêu lâu dài là tăng lợi nhuận được đó. hai hai cái mục tiêu này mâu thuẫn và mâu thuẫn nó cũng xảy ra chuyện nữa các bạn khi mà bạn đạt mục tiêu là chỉ có tăng số lượng khách hàng ghé thăm website á thì các phòng người ta sẽ đà, sẽ cố gắng hết sức để mà đạt được cái mục tiêu đó tức là người ta năn để chị em họ hàng con cháu cô gì chú bác gì đó vào vào website theo cái link đó và đâu có mua hàng đâu, phòng nào cũng đạt được chỉ tiêu, vượt chỉ tiêu, số lượng khách hàng ghé thăm, tuy nhiên, có tăng doanh thu đâu, Hả? đó, nên nó cái, cái, cái việc đạt mục tiêu này nó cũng khá là quan trọng, Hả? nó có thể ảnh hưởng đến cái mục tiêu lâu dài đó các bạn. nên làm sao mà để không có mâu thuẫn hai cái này, thì chúng ta phải sửa lại cái mục tiêu trước mắt là tăng trưởng doanh thu qua kênh website, ha. thì vì mục tiêu như thế này thì buộc các phòng phải tìm cách làm sao bán được nhiều sản phẩm không có website chứ không phải là chỉ có kêu gọi mọi người kích vào link để mà mà tăng tăng lượt view đâu à, đúng không đó thế các bạn mới thấy được cái tầm quan trọng giữa hai cái, cái cái việc đề ra mục tiêu không phải cứ đề ra là xong à, đề ra là xong đề ra nó ảnh hưởng đến đến cái cái cái, cái mức độ làm việc của toàn thể các nhân viên trong công ty nữa à, đó một ví dụ khác ví dụ khác là ở đây mục tiêu trước mắt là triển khai hoạt động marketing đối với nhóm khách hàng mục tiêu nhằm khuyến khích khách hàng quay trở lại mua hàng và cái mục tiêu lâu dài ở đây á là tăng trưởng tổng doanh thu của công ty thì hai hai cái mục tiêu này nó có mâu thuẫn với nhau không ừ. chúng ta xem là à, khách hàng khuyến khích khách hàng cũ quay lại trở lại mua hàng hả mua hàng như thế là có tăng doanh thu không chính là có tăng tổng doanh thu của công ty ha hai cái mục tiêu này nó không có không có mâu thuẫn với nhau và nó 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 đi cùng với nhau do đó à, mà ngoài ra là khi mà chúng ta thu hút được cái khách hàng cũ đến uh, trở lại mua hàng á thì từ đó chúng ta cũng có thể phân tích có thể phân tích được cái cái hiệu quả hoạt động marketing đối với những khách hàng cả mới và khách hàng cũ nữa ha đó do đó chúng ta phải làm sao để cái mục tiêu trước mắt nó không mâu thuẫn với mục tiêu lâu dài thường nó là mâu thuẫn các bạn ví dụ như mục tiêu trước mắt của các bạn là có bằng anh văn tối để ra trường rồi rồi các bạn nè cố học làm sao cho nó đủ điểm ra trường hết cũng các bạn cũng bỏ ra nhiều thời gian đấy mà học thì thì chỉ học mấy cái cái cái, cái cách làm bài cái mẹo để mà mà đạt đủ điểm xong xong cái mục tiêu trước mắt các bạn kết thúc Tuy nhiên mục tiêu lâu dài là các bạn vẫn không có nâng lên nâng cao kỹ năng tiếng Anh của bạn gì cả. Đó thấy không? mục tiêu trước mắt nó mâu thuẫn với mục tiêu lâu dài mặc dù cũng cũng tốn một khoảng thời gian khá nhiều, đúng không? Trong khi sau này đi phỏng vấn thì người ta lại phỏng vấn tiếng Anh chẳng hạn như vậy công việc của bạn đòi hỏi phỏng vấn tiếng Anh. Mà hai cái mục tiêu này nó mâu thuẫn với nhau. Đó. Thì thường là bao giờ cái hai cái mục tiêu nó cũng mâu thuẫn với nhau hết. Nên chúng ta phải sắp xếp để đạt được vừa mục tiêu trước mắt, vừa mục tiêu lâu dài ha. Thì làm sao mà để không có mâu thuẫn giữa hai cái mục tiêu này các bạn? Làm sao để chúng ta viết cái kế hoạch làm sao để không có mâu thuẫn giữa hai cái kế hoạch này, hai cái hai cái um, cái mục tiêu trước mắt và lâu dài ha. Viết kế hoạch kinh doanh không phải là như là viết văn là muốn sáng tác sao là sáng tác ha mà viết làm sao để hai cái đó không mâu thuẫn. Mâu thuẫn nó sẽ ảnh hưởng, đúng không? thì chúng ta hãy viết đến hai cái thứ là tăng doanh thu hoặc giảm chi phí đúng không? trong trong kinh doanh thì chúng ta sẽ lưu ý đến việc tăng doanh thu hoặc giảm chi phí. Nhưng cái việc tăng doanh thu thì ngoài tăng doanh thu thì chúng ta có thể tăng tăng những giá trị tiện ích mà doanh nghiệp đang cung cấp cho khách hàng. Ha. Doanh sau khi có website thì khách hàng sẽ cảm thấy gì? hài lòng hơn, thỏa mãn hơn, tiện lợi hơn. Đó là tăng cái giá trị tiện ích, tăng giá trị tiện ích doanh nghiệp cung cấp. Ừ. Đó. thì như, như thông qua cái đó nó cũng có thể nâng cao cái cái doanh thu ha. hoặc hoặc là giảm chi phí giảm chi phí kế hoạch thương mại điện tử sẽ giúp giảm chi phí hoạt động ừ. hoặc là phối hợp tốt hơn với các bên hơn phối hợp tốt với các bên hơn nói chung là biết làm sao mà kế hoạch ngắn hạn và kế hoạch dài hạn đều phục vụ cái việc là nâng cao cái gì đó ha. và hoặc là giảm chi phí cái gì đó ha. Đó, như vậy nó sẽ nó sẽ không bị bị mâu thuẫn. thì uh, bước thứ ba chúng ta làm. sau khi đưa ra mục tiêu rồi thì uh, mục tiêu cụ thể rồi ha. thì bây giờ chúng ta lên danh sách các công việc cần tính toán, về chi phí bao nhiêu, thời gian hoàn vốn bao nhiêu, đó. Thì, uh, chi phí chi phí có rất nhiều chi phí các bạn chi phí thường là các bạn khi mà làm chi phí các bạn thường bỏ qua những cái khoản mà những cái khoản miễn phí các bạn ví dụ như là chúng ta mới thành lập công ty khởi nghiệp thì chúng ta thường là đặt trụ sở ở tại nhà một bạn nào đó miễn phí internet nhà bạn miễn phí ha như vậy mà chúng ta không ghi vào trong chi phí của công ty sau này nó sẽ xảy ra rất nhiều mâu thuẫn giữa các cá nhân các bạn uh, ví dụ sau này các bạn sẽ bảo là khi các bạn chia cho cái người mà mà bỏ ra cái người mà cho các bạn à, dùng nhà của họ miễn phí á ha, chia doanh thu không đều nhau lúc đầu thì công ty mới thành lập chả có doanh thu gì hết nên đâu có tiền mà trả lương đâu có tiền trả mặt bằng Thế lúc đó không ai quan tâm đến chi phí doanh thu gì hết khi công ty bắt đầu phát triển lên và có chia lợi nhuận giữa các thành viên thì lúc này sẽ xảy ra mâu thuẫn. Tại sao tôi bỏ tiền ra cho các bạn à, à, thuê nhà chúng tôi miễn phí? Đáng lẽ nhà đó tôi cho thuê một tháng 10 triệu rồi, 10 triệu nhân bao nhiêu năm, Hai năm thì sẽ ra bao nhiêu tiền? Mà bây giờ bạn chia cho tôi lợi nhuận có chừng này. Tại sao tiền Internet của nhà tôi, bạn lúc đó bạn không tính vào, đúng không? Rồi rồi một bạn đứng ra làm trưởng nhóm, rồi một bạn khác thì đi làm shipper, mặc dù hai bên này đóng góp vào như vậy đó xong sau này là à, khi chia doanh thu á thì chia lợi nhuận á thì ghi vào trong đó là à, thời gian làm shipper là tính là 5 triệu một tháng. À, tại sao tôi cũng là người đóng góp vào trong cái, cái 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 dự án này mà bạn lại trả lương cho tôi là shipper 5 triệu trong khi bạn là chủ là 10 triệu. À, đó, thì bạn làm shipper bạn đòi gì nữa? nó lại cãi nhau thôi đúng không? ngay từ đầu chúng ta à, phải phải tính trước hết rồi nếu nếu mà người trong công ty làm shipper thì các bạn sẽ lương như thế này, chúng ta ghi vào đó. Nếu bạn không đồng ý làm shipper thì chúng ta thuê shipper ngoài thì lương thế này ha. Giai đoạn đầu thì chúng ta để tiết kiệm chi phí thì mọi người làm, nhưng mà chúng ta vẫn tính vào chi phí, tính vào chi phí và sau này cái đó chúng ta quy thành cái cổ phần của từng người, đúng không? Bạn đã bỏ ra công làm shipper Năm nhân cho một 24 tháng thì bao nhiêu tiền đó quy vào cổ phần của công ty là bạn đã đóng góp. Đó. bạn có trách nhiệm như thế nào thì quy vào cổ phần ở trong đó chúng ta phải tính từ đầu các cái chi phí đó nếu các bạn mà không ghi những cái chi phí mà miễn phí vào ngay từ đầu á nó sẽ sau này sẽ xảy ra chuyện mâu thuẫn và đường ai nấy đi thường là đường ai nấy đi sau khi khởi nghiệp là vì vậy đó ừ. tranh cãi về việc trách nhiệm ai cao hơn tiền ai nhiều hơn à. đó rồi ở đây các danh sách cụ thể các công việc cần thực hiện, việc gì, việc gì và nhiệm vụ như thế nào. Tại sao chúng ta phải kê ra các công việc cần thực hiện cụ thể này làm gì? À để bố trí người cho nó phù hợp ha, bố trí. Ví dụ người khả năng giao tiếp với khách nước ngoài mà lại phân cho một cái người là không biết tiếng nước ngoài chẳng hạn thì làm sao mà giao tiếp ha? Nhiệm vụ cụ thể để chúng ta chia ra từng phòng ban, ai làm gì, phòng nào làm gì, phòng nào chịu trách nhiệm cái gì ha. Rồi sau đó bắt đầu là đăng, đặt tên miền rồi đăng ký website quảng cáo vân vân chia cho các phòng công việc cho các phòng ha Được nguồn lực như cô nói xác định nguồn lực như cô nói vừa rồi là chúng ta có thể thuê ngoài hoặc là trong công ty thường là giai đoạn đầu chúng ta sử dụng nguồn lực có sẵn và chúng ta phải lập một cái đội ngay từ đầu là ai là trưởng nhóm ai là các thành viên để làm gì để làm cái người trưởng nhóm sẽ là người đôn đốc các thành viên còn nếu mà các bạn tất cả các cái thành viên đều có cái cái chức năng như nhau đó. đưa ra một việc thôi tôi không biết làm việc này đâu tôi không biết làm việc này đâu không ai biết làm mà người mà biết làm á thì lại làm quá nhiều đúng không đó nó cứ xảy ra cái chuyện như vậy nó phải có người trưởng nhóm đứng ra để điều phối rồi. À, các công việc và nguồn nhân lực cụ thể Rồi tại sao chúng ta phải kê chi tiết ra công việc làm gì làm gì làm gì để nếu chúng ta mà thuê ngoài thì chúng ta sẽ có cái cái, cái yêu cầu đối với nhân lực thuê ngoài đúng không chúng ta không thể mà 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 yêu cầu quá cao ví dụ như là các bạn là uh, tuyển một người quản lý website mà yêu cầu nào là uh, tiếng anh bốn ngoại ngữ rồi tiếng anh uh, Uh, trình độ cao hay là vừa biết lập trình các ngôn ngữ lập trình như gì đó lúc nào chúng chúng ta mà không có đưa ra cái công việc chi tiết cùng với nguồn nhân lực thế nào chúng ta cũng đưa ra yêu cầu quá cao đối với nhân lực tuyển dụng và dẫn đến hậu quả là những người giỏi như vậy ai mà ứng tuyển một công ty bạn làm gì ha đó thế đó hồi đó bạn bạn của cô bạn của cô tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ ha xong rồi xuống làm một công ty nước ngoài ở dưới Sài Gòn trong đó là vì uh, con cái nên phải về đây về Đà Lạt để trông con. Thì đi xin việc ở đâu người ta cũng không nhận đấy các bạn. Tại một người ta nói là bạn đã làm công ty nước ngoài, bạn giỏi như vậy thì uh, bạn mà làm ở chỗ chúng tôi á thế nào bạn cũng bỏ việc. Ha? Xin việc ở đâu người ta cũng nhận hết. Ví dụ xin việc hết spa. Xin việc hết spa và một cái công công việc bình thường mà người ta đòi hỏi chỉ là trình độ trung cấp thôi. Thì vào xin việc ở đó người ta không nhận ha không nhận bởi vì người ta gì người ta đưa ra là trình độ chỉ cần trung cấp thôi thì để người ta trả lương ít à, trả lương ít và cái, cái công việc của người ta cũng chỉ cần đến mức độ đó thôi và những người đó cũng không có đòi hỏi hơn bởi vì cái, cái kiểu hoạt động của HSFAM là bạn không có thể là lên chức được mà HSFAM nó là quy mô uh, thực hiện theo kiểu giống như gia đình như các bạn nó nên là những người giỏi thì thế nào đòi lên chức rồi đòi đủ thứ ưu đãi hay gì đó người ta phòng trừ những cái cách đó nên là bạn cô cuối cùng không có công việc làm ở đà lạt các bạn Và phải đi làm giúp việc theo giờ ừ. làm giúp việc theo giờ không không thể tìm được cái công việc nào cho nó phù hợp ừ. người ta thấy người như vậy sẽ ra đi sớm người ta không có nhận đó cuối cùng lại quay lại sài gòn làm lại trong một thời gian các bạn thấy không đó. nên là uh, các công ty thường là người ta tiết kiệm trong cái việc mà trả công cho cái cái nhân viên nên người ta sử dụng người đúng người đúng việc thôi các bạn người ta không có sử dụng những cái người cái, cái 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 có cái khả năng cao hơn cái mức người ta cần ha đó thì đây là các công việc các công việc cụ thể mà uh, chi tiết các cái công ty phải làm khi mà tạo ra một website thương mại điện tử ha thì sau đó sau khi có các công việc rồi thì chúng ta phải lên kế hoạch thời gian lên kế hoạch thời gian thì có học bạn học trong môn quản lý dự án rồi đó không biết các bạn học chưa nữa thì chúng ta phải lên kế hoạch về thời gian tháng mấy thì làm cái gì ai làm việc nào trước việc nào sau việc nào song song ha ví dụ như cài đặt máy chủ web và cái việc cài đặt phần cứng này nó phải thực hiện trước khi cái cài đặt phần mềm quản lý nội dung đúng không? rồi uh, bộ phận uh, uh, phát triển sản phẩm Andy phải phải cho ra đời sản phẩm trước khi mà cái bộ phận marketing đưa vào quảng cáo đúng không? đó những cái việc đó nó phải phải được lập về kế hoạch thời gian cụ thể rồi những cái lưu ý là chúng ta phải đánh giá rủi ro đánh giá lập danh sách rủi ro vân vân rồi phân công nguồn nhân lực gì đó cái này đây các bạn tự đọc được, các bạn thấy một cái hình này hình này hơi mờ không biết các bạn có thấy không nhưng mà đây là một cái kế hoạch về content marketing của cái sản phẩm uh, mì cay 7 cấp độ gì đó thì người ta nghiên cứu inside marketing tức là cái cái trong tâm hồn trong cái cá tính bản chất của người tiêu dùng nó thích gì ví dụ là những người thích ăn mì cay là những người mạnh mẽ thích mạo hiểm đúng không ừ, chứ cô thì không thích uh, cái cái mạo hiểm này cô không thích ăn mì cay ví dụ như vậy đó là những người năng động độc lập thì mới thích ăn mì cay Nhưng mà những người này dễ rơi vào trạng thái khủng hoảng Đó là cái người ta nghiên cứu cái insight của cái khách hàng Sau đó người ta ra ý tưởng Rồi người ta ra các cái nội dung Nội dung nhóm, nội dung gì Và người ta cho thời gian post bài ha, Post bài à, Ngày nào ngày nào Post vào giờ nào người ta có nội dung hết rồi Chứ không phải như các bạn là lên content của cái trang của các bạn Uh, nghĩ ra một bài xong rồi tối nằm vắt óc nghĩ đến sáng mai mới ra bài ngày tiếp theo Đúng không người ta lên còn nguyên cả tháng nguyên cả một 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 chu kỳ sống của sản phẩm luôn các bạn đó, đó. người ta lên còn hết rồi kế hoạch về content những người viết còn marketing các bạn người ta có cái lịch về ngày lễ ngày tết ngày gì gì đó người ta lên hết trong lịch đó luôn ừ. đó đây là một kế hoạch còn marketing và bây giờ các bạn xem một cái kế hoạch về khai trương game, Hả? game về sự cho ra đời một cái 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 game à, để các bạn dựa trên cái kế hoạch này để các bạn làm cái kế kế hoạch cho fanpage của các bạn ha ví dụ như là sản phẩm của các bạn là gì thì các bạn ghi vào đây rồi logo các bạn thiết kế rồi đúng không rồi thể loại sản phẩm có loại gì loại gì đó các bạn không có phiên bản gì thì nếu các bạn có phiên bản là phiên bản mang về là khác với phiên bản ở anh ở tại quán gì đó vân vân thì các bạn ghi vào đó mục tiêu phát triển của công của cái cái trang của các bạn đây của công ty này có 3 giai đoạn nè giai đoạn nè một thì ra cái gì pre opening rồi giai đoạn opening giai đoạn sau đó rồi sau đó à, các giai đoạn Ví dụ giai đoạn khai trương của các bạn, giai đoạn sau, giai đoạn tiếp theo, 2 năm nữa thì phát triển sản phẩm gì thì các bạn ghi vào đây. Đối thủ của các bạn là ai? Ví dụ tại Đà Lạt là đối thủ nào? Ừ, tại Nga Năm hay tại gì đó? Tùy thuộc vào cái, cái, cái thị trường của các bạn là ở đâu thì các bạn ghi đối thủ ở đó ha. Nếu các bạn thị trường ngoài nước nữa thì các bạn ghi vào đây. Không thì thôi. Chúng ta phân tích Sword, ha. SWOT Điểm mạnh, điểm yếu. Ví dụ cơ hội cơ hội content phong phú nè, cơ hội là một số game thể uh, là một trong số ít game thể loại uh, nào nào đó ha? rồi thách thức sau đó rồi điểm khác biệt điểm khác biệt của các bạn so với đối thủ điểm khác biệt của các bạn là điểm gì khách hàng tiềm năng sau khi chúng ta học các bài về cái chân dung khách hàng rồi định vị uh, trong marketing rồi thì chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ xây dựng được cái hàng tiềm năng cụ thể hơn ha chân dung cụ thể hơn bao gồm từ tính cách sở thích cho đến bên trong bên ngoài ha về chân dung về cái cuộc sống của người ta như thế nào nhu cầu người ta sao người ta có những nỗi lo gì ha, đó người ta nỗi lo gì ví dụ nhu cầu giết thời gian khi rảnh rỗi đó, ví dụ người ăn dâu organic họ có nhu cầu gì à, nhu cầu sống xanh sống sạch hoặc là nhu cầu thể hiện là người có tiền vân vân đó là những cái nhu cầu sâu xa trong lòng người ta các bạn ha sở thích gì đó là những người có sở thích đi du lịch hay sở thích gì đó vân vân từ những cái này mà chúng ta sẽ đưa ra nội dung phù hợp ha rồi là tổng quan là công ty sẽ làm gì đây công ty giai đoạn ra mắt nè à, thông điệp gì đó mục tiêu ra mắt là như thế nào chiến lược theo giai đoạn mỗi giai đoạn có mục tiêu riêng ha mục tiêu lâu dài mục tiêu trước mắt thông điệp chính là gì chính là khách hàng kênh triển khai các bạn triển khai trên các kênh nào thì các bạn ghi vào đây um... rồi uh... nếu các bạn có viral marketing hay là quảng cáo trên báo thì các bạn hãy ghi không thì thôi cái nào không có thì các bạn xóa đi ha rồi trên mạng xã hội à, đây là cái việc là social media này trên mạng xã hội thì làm gì Uh, trên facebook trên trang fanpage làm gì làm gì đây uh, đó các bạn đọc vào có bao nhiêu like mồi rồi quảng cáo để tăng like rồi quảng cáo trên các cái nhóm đó. tạo tạo group trên face uh, trên bên mạng tạo profile tạo uh, facebook ads nè rồi click website gì đó trên youtube gì đó các bạn có cái nào thì hãy ghi còn không có thì thôi các bạn làm cho riêng mình thôi ha tức là trên mạng xã hội các bạn sẽ quảng cáo trên các kênh nào đó như instagram youtube gì đó uh, tiktok hay cái gì đó thì các bạn ghi vào rồi kế hoạch pa bạn có kế hoạch pa trên các báo mạng hay không hay không hay là báo giấy hay không thì các bạn ghi vào không có thì thôi rồi cái xem này là quảng cáo trên bộ máy tìm kiếm các bạn không có thì thôi à có thì ghi vào rồi uh, online sitting là chúng ta uh, online sitting là chúng ta nuôi hạt giống trên các cái mạng xã hội đó, đó là lý comment đi các mạng xã hội để mọi người biết đến chúng ta thì uh, concept chung các bạn định con uh, comment trên các cái, cái diễn đàn các cái trang mạng xã hội là cái gì à? là thảo luận nè đánh giá về game rồi viral gì đó rồi các bạn bạn search các cái fanpage hay các diễn đàn hay cái gì liên quan đến sản phẩm của bạn nè à. để từ đó chúng ta đi comment dạo đó, các bạn đi comment dạo khắp nơi hay là đi dán link ở khắp nơi để người ta biết về mình ví dụ rau vặt Đà Lạt hay là chợ sinh viên Đà Lạt hay cái gì những cái trang mà liên quan đến đối tượng khách hàng của chúng ta đó đó rồi ừ, xích đinh trên mạng xã hội nè Đây này là xếp đinh trên các cái diễn đàn forum xếp đinh trên các mạng xã hội ha. Mạng xã hội ví dụ như là trang nào trang nào Rồi trên youtube Youtube có youtube nào đó Rồi nè. Trên youtube thì cái việc làm concept là cái gì Đi comment thả link dẫn về game Rồi tắt link game ở khắp nơi Khắp nơi ở đâu ở Trên các comment youtube của các cái kênh này nè Kênh nào kênh nào bao nhiêu sub đây Đó ghi vào à. Đây, các bạn thấy người ta chiến lược chi tiết không bao nhiêu post một ngày trên youtube năm à, comment một post à, đây là kênh của mình còn đây là đi comment dạo là năm comment một một post đó rồi sitting trên các website hỏi đáp ví dụ như là uh, google google hỏi đáp yahoo hỏi đáp ví dụ như vậy đó rồi viral bạn có chiến lược viral hay không không có thì hỏi ghi có thì ghi vào tông clip trên trang gì đó tung clip rồi kênh thực hiện viral là fanpage hài vừa gì đấy này online shipping nè đó rồi giai đoạn alpha test đây là qua giai đoạn khác rồi. rồi chi phí chi phí chúng ta đã làm một cái bảng chi phí hồi trước rồi đúng không thì chúng ta đưa vào cái chi phí mà 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 dành cho ngày khai trương và bạn nào có chi phí lâu dài thì chúng bạn ghi vào có chi phí gì thì ghi vào đây nha đó rồi tham like tham like tháng mấy làm gì tháng mấy làm gì các bạn có thể làm kiểu dọc kia để cho nó dễ cũng được hoặc là làm kiểu này ha rồi kênh phân phối của bạn kênh phân phối bao lâu bao lâu kênh phân phối là ai ha in game đây là các cái event in game tức là các cái sự kiện ở trong game của bạn á thì các bạn có thể các cái sự kiện ở trong cái, cái nhãn hàng của bạn là có sự kiện gì vào ngày nào đó, ngày nào hoặc là vào cái thời điểm nào hoặc thời điểm khai trương hay thời điểm nào thì các bạn có cái sự kiện gì ví dụ như uh, sự kiện uh, giảm giá, sự kiện tặng uh, uh, cái phụ kiện kèm theo vân vân đó sự kiện gì thì các bạn ghi vào đây ha đó như vậy là các bạn sẽ dựa theo cái cái bảng bảng kế hoạch này và có một cái bảng nữa cô cũng gửi cho các bạn là kế hoạch nhà làm ra bắt đồng hồ hay cái gì đó kế hoạch uh, đồng hồ hay sao đó đó các bạn dựa vào hai cái cái này các bạn làm một cái kế hoạch marketing cho các bạn ha cho cái trang của các bạn của nhóm các bạn thì chúng ta sẽ gửi cho cô gửi cho cô cái cái file kế hoạch này là file excel và một bản đánh giá nhóm vào vào ngày bao nhiêu đó các bạn nhớ gửi hai file cùng lúc vô group nha mỗi lần mỗi nhóm bấm nào gửi thì gửi hai file cùng lúc để cô coi xem cô có ghi ngày trước thứ mấy đó trước thứ ba hay sao đó rồi sao lại À, trước thức các nhóm nhóm trưởng sẽ sẽ đánh giá cái mức độ đóng góp của các thành viên trong nhóm đó và và thỏa thuận với các thành viên nhớ nhớ báo cho các thành viên biết là các bạn đã đánh giá như vậy với các thành viên ha rồi à, gửi cho cô bao gồm cái cái file excel về đánh giá nhóm thứ hai là cái kế hoạch marketing fanpage của các bạn ha. nhớ nhớ lưu file là vtk 42 kế hoạch marketing và tên nhóm nha đó gửi hai file cho cô trước 11 giờ ngày thứ ba. Và như vậy là chúng ta đã kết thúc cái môn học này ha, kết thúc môn học này. Và chúng ta theo tình hình chung hình như là chúng ta sẽ thi thi online đó các bạn, thi online. Thì cô chưa biết là cái kiểu thi như thế nào nữa, thi trắc nghiệm hoặc là thi tự luận gì đó thì cô sẽ thông báo trên LMS cho các bạn ha. Khi nào mà có cái cái thông báo về thi kiểu nào đó thì cô sẽ nhắn cho vào group cho các nhóm trưởng để các nhóm trưởng nhắn cho cho lớp, ha. rồi tuần um, sau cô sẽ đưa cái bảng điểm giữa kỳ lên trên này để các bạn thắc mắc có thắc mắc gì thì gửi uh, tin nhắn vào zalo hoặc là gửi mail cho cô nha. rồi các bạn có hỏi gì nữa không?